Hiện nay sản phẩm kem trị thâm nách Quinix đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn làm trắng các vùng da kín như nách, khuỷu tay, đầu gối, đồng thời Quinix được xem là thần dược trị thâm rất hiệu quả. Liệu sản phẩm này có tốt như lời đồn? Hãy cùng shop xem review cụ thể hơn về dòng kem trị thâm nách Quinix, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem trị thâm nách Quinix được xem như là vị cứu tinh dành cho các cô nàng bị thâm đen vùng nách với mong muốn làm trị thâm và tăng cường loại bỏ việc hình thành các sắc tố sẫm màu, các vết thâm đen trên da, làm sáng vùng da dưới cánh tay để có thể tự tin diện áo sát nách. Ngoài ra, theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng dòng kem trị thâm nách Quinix này, đều khen và thích công dụng giúp cho thu nhỏ lỗ chân lông, phục hồi vùng da sần sùi do dùng nhíp nhiều, giảm thiểu sự hình thành các vi khuẩn gây mùi khó chịu. Đồng thời, Quinix còn giúp làm giảm mồ hôi cũng như giúp mềm mại da và làm trắng, nâng tông da cho các nàng nữa đấy nhé. Có thể thấy, kem trị thâm nách Quinix được xem là chân ái trị thâm vô cùng hiệu quả của các chị em đang lo lắng về vết thâm sạm ở vùng da dưới cánh tay, đầu gối và khuỷu tay đấy nhé. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.